Câu số 43 Cho hình trong SABC có đáy là đều cạnh bằng A SA vuông góc mặt đáy SB thì SA vuông góc mặt đáy này Các em có là SB thì bằng căn 3A Đúng không? SB bằng căn 3 Được chưa? Căn 3 Gọi M là trung điểm của cạnh AB Thì khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SBC là gì? Các em quy đổi ra điểm A thôi Các em biết là khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SBC Thì nó bằng một nửa khoảng cách từ A đúng không? Ở lớp nhá Được chưa? Khoảng cách từ A nó mà phải SBC bằng gì? Thì tam giác ABC là tam giác đều cạnh bằng 1. Chuẩn hóa A1 cho nó dễ tính nhá. Chuẩn hóa A1. Rồi, thì các em đều biết đây là mô hình khoảng cách từ chân đầu muôn góc đến mặt bên thì thầy có dạy các bạn ở trong cái kỹ năng giải toán góc và khoảng cách rồi đấy. Trong đó thì x của chúng ta nó là độ dài SA đúng không? Đó, SA thì bằng căn bằng 2 của SB bình trừ đi AB bình. Đó, và đề bài cho SB bằng căn 3 nên cái này bằng căn bằng 2 của 3 trừ đi 1. SA bằng căn 2. Và cái Y của chúng ta nó sẽ là khoảng cách từ điểm A cho đến cái giao tuyến BC. Tam giác BC đều cạnh bằng A nó bằng căn 3 trên 2. Vậy thì cái việc còn lại của chúng ta ấy là chúng ta mang cho thầy một cái máy tính ra. Các em nhập vào cho thầy là 1 phần 2. 1 phần 2 này. Nhân với phân thức này. X Y này. Xong kèo ấn căn bậc 2 của X bình phương. Xong cộng với đây là Y bình phương. Đó. Sau rồi nút can này. Một cái là bao nhiêu? Một cái là căn 2. Một cái là căn 3 trên 2. Căn 2 này. Rồi. Căn 3 Chia 2 Rồi, các em ra được căn 66 phần 22 nhá. Vậy ta CAD bằng căn 66 phần 22 nhớ phải chia cho 2 nhá, không chia cho 2 là sai đấy. Chọn B nhá. Ở cho hình hộp chữ nhật ABCD A'B'C'D'. Các em thấy thầy ra đề cực kỳ có tâm luôn. Thầy còn cho các bạn luôn các ký hiệu CB bằng 4, CD bằng 5, CC' bằng 6, tức là không những là thầy vẽ lại hình cho các em, thầy còn viết viết các ký hiệu này vào. Được chưa? Và thầy ra đề có tâm ở cái chỗ nữa là các em cũng sẽ không thể search trên mạng được Nên đề nó sẽ rất là công bằng Các bạn không thể ngồi các em search trên Google Các em search vài cái cụm từ là các em ra được đề Nó rất là mới Nên nó cũng rất là công bằng Bạn nào giỏi thì sẽ là giỏi Và bạn nào yếu thì nó sẽ là yếu hơn thôi M là trung điểm của AB có ngay Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng AMD' phải, gần nhất với con số nào sau đây Đấy Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng AMD' phải. Ok nhá Thế thì mình làm thế nào Thì mình sẽ cố gắng quy đổi từ điểm C ra điểm tại điểm A phẩy. Tại vì là tất cả mọi thông số của điểm A phẩy là chúng nó có hết rồi. Trong đó thì đây là 5 này. Thì đây nó sẽ là 5 phần 2. Được chưa? Rồi A phẩy D phẩy bằng ấy. Em biết rồi. A D đây là 4. Đây là 4 thì đây sẽ là 4. A phẩy A thì bằng. Đây là 6 thì đây là 6. Thế đó? Đúng cả lớp nhá. Nên ta suy ra được một trên khoảng cách từ điểm A phẩy đến mặt phẳng. A, M, D phẩy. Tức là cái này các em tính được Xong các em quy đổi từ điểm C ra điểm A là xong Đó cái này bình phương này thì Bằng 1 trên 5 phần 2 bình phương này Cộng 1 trên 4 bình Tại vì cái tứ diện đấy tứ diện vuông mà các em Tứ diện là A phẩy AMD phẩy là tứ diện vuông Đó thì các em sẽ tính được cái khoảng cách này Bây giờ khoảng cách từ C Quy đổi ra khoảng cách từ A phẩy Các bạn sẽ phải cùng nhau quan sát cho thầy cái mặt phẳng Đó là AC C phẩy C, A phẩy thì kem nối ca phải nó cắt thằng d phải m tại một điểm gọi là điểm điểm y đi rồi kem nối cho thầy cái ca phải và kem muốn quy đổi xem là cái 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 cái, cái, cái um... đây các bạn nhìn nhá được chưa ờ, như này kem nối ca phải kem xem giao điểm của ca phải với mặt phẳng amd phải là điểm nào ngay lập tức các em phát hiện ra nó là điểm K Bằng cách là gì? CA phẩy Thì các em xem là D M cắt thằng C phẩy phẩy tại điểm Y Nối AI và các em xét trong mặt phẳng AC C phẩy A phẩy Thì ngay lập tức thằng CA phẩy là cắt AI tại K Thì đây chính là giao điểm Đó, Như vậy ta sẽ có được khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng AMD' phẩy Đúng không? Đó. Nó sẽ bằng CK trên A phẩy K Nhân khoảng cách từ điểm A phẩy đến mặt phẳng AMD' phẩy Đúng chưa? Thì cái CK trên A phẩy K thì bằng gì? CK trên A phẩy K ấy Thì nó chính là CA trên Mà cái CK trên A phẩy K Nó chính là bằng gì? CK trên A phẩy K Nó là CA trên A phẩy Y các bạn nhìn này M là trung điểm đúng không? Thế nên AM A,M A phẩy trên C phẩy D phẩy Là bằng 1 phần 2 Nên A phẩy Y nó chiếm 1 phần này thì cái CI này nó chiếm chiếm 2 phần. Nó mình hiểu bài không? Đó là tỷ lệ là A phải Y trên C phải Y bằng 1 phần 2 mà. Nên cái CA nó sẽ chiếm 3 phần. Và A phải Y nó chiếm 1 phần. Như vậy tỷ lệ này nó bằng 3 luôn. Tỷ lệ bằng 3 luôn nhé mình nhá à, bản chất là CA nếu mà như vậy thì CA nó chiếm 3 phần. Thì A phải Y nó chiếm 1 phần thì khi đó là C phải Y chiếm 2 phần. Và CA nó chiếm 3 phần này bằng 3. Đúng không cả lớp? Nên ta sẽ có được cái này nó sẽ là bằng 3 lần D của A mà phải. mà phẳng A M. D phải. Vậy thì ở đây là các em từ đây các em ra được D bằng bao nhiêu sau đó các em tính vào là xong Thì những gì còn lại thì nên để máy tính nhá Cái việc còn lại là của Casio thì hãy để Casio làm nốt Đây Casio đây Được chưa Các em ấn này 1 chia này 5 phần 2 bình phương này Cộng 1 chia 4 bình phương là 16 cộng 1 chia 36 đúng không Cái ấn bằng này Xong các em lấy 1 chia cái này Xong khai căn ra Rồi xong rồi nhân thêm 3 Đáp án đây và sấp xỉ đâu đó là 5,99666 Wow Số toàn là 69 thôi Nó xấp xỉ đâu đó là 5, nào 99 này 6669 Số điện thoại mà như thế này thì đúng là bạc tỷ luôn 6669 chấm, chấm, chấm. Được chưa Như vậy nó gần nhất với con số là, là 6 Khối chóp Có đấy là tám giác ABC Cạnh ta đều cạnh bằng A Thầy chuẩn hóa A1 luôn cho đợi dễ tính nhá Chuẩn hóa A1 Chỗ nó là một chân dễ tính nhá. Thì đấy, thầy đã vẽ hình cho các em rất là rõ ràng như này rồi. Đó, khối chóp đáy ta đều cạnh bằng một, các em nhìn thấy không? Tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng góc đáy thì thầy gợi ý luôn là điểm H là trung điểm của AB. Thì vì tam giác SAB cân tại S nên SH sẽ vuông góc với cả AB. Mà mặt phẳng SAB vuông mặt phẳng ABC nên ta sẽ có SH vuông mặt phẳng ABC. Đó, thầy gợi ý luôn, tất cả mọi thứ thầy gợi ý đây luôn rồi. Đấy, chỉ việc các em chỉ làm thôi. Thì thầy cho các em là góc giữa hai mặt phẳng là SAC và SBC thì bằng 60 độ Vậy các em phải xử lý góc này như thế nào Thì thầy sẽ thể hiện cái góc đấy ra Bằng cách như sau Các em quan sát này Rồi thầy sẽ lối HBC Được chưa Sau đó thì thầy kẻ HK vuông góc với SC Mục đích của thầy là làm gì Là bình thường là thầy sẽ uh, Thấy là mặt phẳng SAC và mặt phẳng SBC Là có giao tuyến là SC Mà các bạn thấy nào Bình thường là thầy sẽ kẻ AK vuông góc với SC thì BK cũng sẽ vuông góc với SC nhưng mà thôi thầy làm này luôn thì HK vuông góc tức là bản chất là nếu mà kem em kẻ AK BK vuông góc với SC thì kem sẽ thấy là SC vuông góc mặt phẳng là AK B nếu SC vuông với HK vậy thay vì thế chúng ta làm này dễ hiểu hơn tức là bình thường nhá kem sẽ kẻ AK vuông với SC đúng không BK vuông SC để mục đích là mình tạo ra hai cái đường vuông góc với SC là giao tuyến thì nuôi cái góc đấy chính là góc giữa AK và BK nhưng mà nếu mà như vậy thì SC sẽ vuông mặt phẳng AKB nên không khác gì SC vuông với HK nên như vậy thầy sẽ kẻ HK vuông góc với SC cho nó dễ nhìn. Đó. Thì cái hay của việc kẻ HK vuông góc với SC là gì? Nào. Kẻ HK vuông góc với SC. Ta suy ra được này, SC. Các em lưu ý là SC kem núi là SC vuông góc HK này. Đó, nó có vuông với AB không? Có. Có vuông AB tại vì AB vuông mặt phẳng SHC mà, nên AB vuông cái SC nữa. vuông góc với mặt phẳng A BK. Ở đây là do là SC ngoài vuông góc đấy nó còn vuông với AB nữa nhá. Do nó vuông với AB nữa. Ok, thì các em nối vào đây. Do đó thì các em thấy được là cái góc nó xác định được đấy. Được chưa? Vậy thì từ đây mình suy ra được điều gì? Suy ra góc giữa hai cái mặt phẳng. Tức là mình mình sẽ suy ra được một điều đó là SC nó vừa vuông góc với AK. SC vuông góc cả BK nữa. Nên cái góc giữa hai mặt phẳng là SAC, SBC. Góc giữa hai mặt phẳng đấy nó chính là góc giữa AK và BK bài này các em có thể dùng kỹ năng tìm góc qua khoảng cách cũng được nhưng mà các em làm thầy vẫn thích làm cách này hơn góc giữa AK và BK đúng không rồi thì đề bài cho góc giữa hai mặt phẳng này thì bằng 60 độ nên góc giữa AK và BK bằng 60 độ nên ta sẽ có hai trường hợp trường một nó là góc AKB nó bằng 60 độ đó, trường một góc này là 60 độ còn một trường hợp là góc này là 120 độ nhé mình nhá. góc giữa hai đường thẳng bằng 60 độ thì không có nghĩa là góc AKB phải bằng 60 độ đâu, nó có thể bằng 120 độ. Đúng không? Đúng không? Ok. Rồi nếu mà này thì suy ra tám giác AKB là ta bắt đều. Tám AKB đều thì ta sẽ có ôi, mất quá. BK, số các bạn đã thấy nó bị đau mắt đỏ. AB bằng 1. Ta suy ra BK sẽ bằng BC. loại luôn làm gì có chuyện là bk vuông hoa sc nhá yeah. nên không thể có trường này nhá yeah. nên mình sẽ có trường số 2 nó góc akb nó sẽ bằng 120 độ 120 độ thì từ đây mình sẽ rút ra được là góc hkb <laughs> bằng 60 độ mà kem biết là hb rồi nhá yeah. thì từ đây ta suy ra được cái điều gì ta suy ra được hk nếu góc này bằng 60 độ thì HB trên căn 3. À, 1 trên 2 căn 3. Nó HB là 1 phần 2 mà. Nên là các em tính là HK. Từ đó các em tính là SH NH, nhá. Rồi các em xét cho thầy cái tam giác. Xin lỗi các bạn đã thầy dạy hơi nhanh. Đó. Có HK. Đó. Tức là các em dùng hệ tương lượng ấy. 1 trên HK bình. Nó sẽ bằng 1 trên... Ờ. Uh, oh, mắt thầy hoa thực sự, mắt thầy đang bị hoa kìa em. Kiểu thầy thầy nhìn nó bị hoa hoa ở phía trước ấy. 1 trên SH bình cộng 1 trên HC bình. Đó. Thì từ đây ta suy ra 1 trên SH bình bằng gì? Bằng 1 trên HK bình là 1 trên, đây là 1 phần 12 này. Trừ đi 1 trên HC bình là 1 trên căn 3 phần 2 là 3 phần 4 này. Bằng 12 trừ đi 4 phần 3. Đúng không? 12 trừ 4 phần 3 bằng bao nhiêu? Nào. 12, đâu rồi? 12 trừ 4 phần 3. Nó bằng 32 phần 3. Do đó các em sẽ có được SH thì nó bằng bao nhiêu? Căn của 32 phần 3. Nó bằng căn 6 phần 8. Đó. Vậy thì cái thể tích khối chóp đã cho là gì? Nói nhiều. Đáp án là căn 2 phần 32 Đáp án là căn 2 phần 32 A mũ 3 Chọn D Và này các em có thể làm theo cái cách khác là các em có thể dùng cái kỹ năng tìm góc qua khoảng cách nhé Câu 49 là cho khối chóp S A B C D Có đáy A B C D là hình bình hành Đó Đồng thời có thể tích bằng 1 Ngoại M và L lần lượt là trung điểm của SA và SB P là Q là cái điểm thuộc SC và SD Sao cho SP thì bằng 1 phần 3SC Và SQ thì bằng 10 phần 29SD thấy yêu cầu kem tính thể tích khối đa diện là SMNPQ Thứ nhất, thầy phải nói rõ Bài này nếu như mà kem dùng cái tính chất là tỷ lệ thể tích hình chop với đáy này mình hành Là kem sai luôn, sai ngay từ vòng gửi xe luôn Và có phương ABCD ấy, thầy đã cho phương án ABCD có thông án thỏa mãn Tại vì như thế này này, kem phải hiểu là nếu mà các em dùng cái công thức là V1 trên V Nó bằng A cộng B cộng C cộng D trên 4S ấy 4 A B D Là các em sai ngay lập tức Tại vì sao? Tại vì MLPQ nó có đồng phẳng đâu các em Nó không hề đồng phẳng Nó không hề đồng phẳng Được chưa? Các em thấy ML là trung điểm thì ML song song với AB này P là điểm sao cho SP trên SC bằng 1 phần 3 này Nhưng Q là điểm sao cho SQ trên SD bằng 10 phần 29 đó Mình ơi nó có đồng phẳng đâu Nó có song song đâu Nó có đồng phẳng đâu nó không đồng phẳng Nên các bạn dùng cái này là sai luôn Nên em dùng cái này là các em sai ngay lập tức Các em sai ngay từ cái nhìn đầu tiên Được chưa Vậy thì các em quay trở lại với cái cách cách làm Quen thuộc mà chúng ta vẫn hay làm thôi Được chưa Đó chúng ta đang dùng những cái hết sức cơ bản Các em nhìn nhá Thứ nhất là các bạn phải chia làm hai khối chóp Đúng không Nhưng vấn đề là các em chia làm hai khối chóp nào Các bạn nhìn này ở đây các em có hai sự lựa chọn của việc các em chia làm hai khối chóp kem chia làm khối chóp nào? kem có hai sự lựa chọn của để chia làm hai khối chóp sự lựa chọn đầu tiên là kem chia thành khối chóp là SMLP, song cộng với thể tích của SMPQ và nhiều bạn thậm chí không biết hai sự lựa chọn Mà kem chỉ biết mỗi sự lựa chọn này thôi. Sự lựa chọn chia khối chóp thứ hai mà rất ít bạn để ý đó là SMLQ và thể tích của SNPQ nghĩa là bản chất là các em đang xem xem là LP hay là NQ hay MP cái nào mới là cái gồ lên có bạn kia còn comment là câu này không đáp án hư đốn thật đấy thầy đã bảo là thầy ra đề làm gì có chuyện không đáp án phản biện tứ tung bao nhiêu người phản biện lại comment là không đáp án khác gì bảo thầy ra đề sai quá hư đốn nào được chưa thì câu câu chuyện của chúng ta là gì là chúng ta cần phải xem xem là cái nào là cái gồ lên cái nào là cái gồ lên thì có rất nhiều cách để các em có thể xem điều này trong đó có một cách rất là đơn giản như này này các em để ý như này nhá các em để ý như này này bây giờ các em để ý nhá ml song song với ab đúng không được chưa nên bây giờ mlp theo các em nó cắt mặt phẳng cắt sd tại điểm như nào nào mlp cắt sd tại một điểm như nào điểm q mlp nó sẽ cắt sd tại một điểm gọi là điểm q mà pq q phẩy đi mà PQ phẩy nó sẽ phải song song với AD Đúng không? PQ phẩy Tức là SQ phẩy trên SD Nó bằng 1 phần 3 Các em nhớ là Cái mặt phẳng MLP nhá giao SD tại Q Thì lượng Q phẩy đi Thì chắc chắn Các em phải phát hiện ra được Là SQ phẩy PQ phẩy Tức là PQ phẩy Nó phải song song với CD Tại vì PQ phẩy song song ML ML song song với AB mà Nên PQ phẩy song song với CD Nên ta sẽ có được là SQ phẩy trên SD nó sẽ bằng là 1 phần 3. Nó bằng SP trên SP trên SC và cái này bằng 1 phần 3. Và cái này 1 bằng 1 phần 3 thì đương nhiên 1 phần 3 nó bằng 10 phần 30. 10 phần 30 nó nhỏ hơn là SQ trên SD. Tại vì cái này bằng 10 phần 29. 10 phần 30 đương nhiên nhỏ hơn 10 phần 29. Đúng không? 1 phần 3 đương nhiên nhỏ hơn 10 phần 29. Nhá. Ok. Như vậy thì ta sẽ có là SQ phải nó nhỏ là SQ. Vậy thì từ đấy mình suy ra Q phải nó nằm giữa S và Q Được chưa? Q phải nằm giữa S và Q. Nó giống như này này, kem tưởng tượng MLPQ Q, phải đang là mặt phẳng nhá. Tự nhiên là có thằng Q nó, nó 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 nòi ra ở đây. Nó giống như kiểu Q nó nòi ra ở đây. Thì kem hãy hình dung ra được là nó gồ nó gồ như nào. Như vậy nếu mà kem nhìn vào khối khối đa diện SMLPQ thì các em phải phải nhìn vào là à như vậy thì cái cạnh của khối đa diện này nó là NQ tức là bản chất khối đa diện này thì có một cạnh là cạnh NQ này thầy vẽ nùi xuống đây cho các em dễ hình dung. Thì LQ mới là cái cạnh nó gồ xuống chứ không phải là MP, MP không phải là cạnh, MP nó sẽ lơ lửng bên trong. GLQ mới là cái cạnh nó gồ xuống nhá. Như vậy thể tích khối khối đa diện này các em phải tính chia làm hai cái khối chóp là SNPQ và SNPMQ chứ không phải là hai cái khối chóp kia. Được chưa? nhá. Được chưa? Như vậy là các bạn đã thấy là rất rất nhiều bạn làm sai chưa? Ok nhá. Ok Như vậy tới đây các em có thể làm tiếp như này nhá Vậy thì chắc chắn rồi Các em sẽ lấy được cái phương án thể tích của Thể tích của Khối đa diện SMLPQ Các em tách thành thể tích của SMLQ Cộng với thể tích của SNPQ Đúng không Bây giờ các em NM NMQ đúng không Các em có được thể tích của SN. MLQ MNQ trên thể tích của S MLQ thì đã ABD 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 thì bằng 1/2. Được chưa? Thì nó bằng bao nhiêu? Ờ, à, tỷ lệ là một thôi viết từ từ ra nhá. SN trên SB này nhân SM trên SA này nhân SQ trên SD này thì nó là 1/2 nhân 1/2 nhân 10/29. Tương tự thể tích của SNPQ trên thể tích của LPQ nó là BCD. Thì nó là 1 phần 2 nhân với 1 phần 3 nhân 10 phần 29. Vậy thì thể tích cần tìm là gì? Chốt nhá. Thể tích cần tìm ấy. Thì các em sẽ lấy cái này cộng cái này nhân với 1 phần 2. Đúng không? xong nhá yeah. cái giá trị này khi em tính ra thì nó sẽ là bằng bao nhiêu thầy nó cố tình chọn phần a rồi nó là hai năm chia cho 348 rồi các bạn chọn a được chưa